thầy Tạ Duy Thành rất nhiều, Sài Gòn TV cùng các anh chị em nghệ sĩ đã đến đóng góp tài năng cho chương trình văn nghệ thêm phần đặc sắc. We would like to express our gratitude for the attendance of all the media guests from Leaders Saigon TV, Người Sao Phụ Nữ Gia Đình, Việt News Radio, Viễn Đông Daily News, FreeVietnam.net, and all the performers who volunteered their time and talents to help make this program more exciting and memorable. Và đặc biệt hôm nay, thầy Việt Trường có cho biết là có sự hiện diện của huynh trưởng Hồ Văn Tấn đến từ Los Angeles và cựu đồng môn của thầy Việt Trường từ thập niên 90. Đó là ông bà Lê Bá Sơn đến từ Kansas City. Xin mời những quý khách đứng dậy. Xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Đây là những người đẹp trong nhóm Thiên Ý Dance Group thưa quý vị. Đã đến đây để trao tặng những thời giờ tập dưỡng rất là cực khổ để cho tặng cho Viện Trường Sinh Học trong ngày sinh nhật đường đại sức. Thank you.
Và thưa quý vị, đó là Thiên Ý Dance Group với Uyên Du là biên đạo múa. Và những em này đã tới đây thiện nguyện để đóng góp cho chương trình văn nghệ của chúng ta. Và chào vô tay nữa để chờ cảm ơn sự hiện diện và đóng góp của nhóm Thiên Ý Dance Group. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc quý vị là một lát nữa đây sẽ có các anh chị em trong ban tiếp tân đến từng bàn để bán vé số. Thật sự là chúng tôi không có gây quỹ, nhưng mà những cái tiền mà bán vé là để chi trả cho cái bữa ăn ngày hôm nay, và cái số tiền đó để bù lại những cái gì mà cần để bù đắp thêm những thiếu sót trong vấn đề chi phí mà thôi. Xin quý vị ủng hộ, và cái chỉ có 5 đồng và 3 vé và sẽ trúng được một cái solo độc đắc là cái iPad và 20 phần quà khác rất là có giá trị. Và sau đây Hương Thơ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị người điều hợp chương trình văn nghệ cùng với Hương Thơ là một người đồng môn của Hương Thơ ở trường nữ trung học Gia Long ở Việt Nam, và cô cũng là học viên của Viện Trường Sinh Học, một khuôn mặt quen thuộc các chương trình văn hóa nghệ thuật như là du ca, câu lạc bộ sân khấu nhỏ, Phong Châu mở hội, vân vân. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị MC Lily Trần. Là ca sĩ, kính thưa quý vị, Lily như chị Hương Thư vừa mới nói đã đến với Viện Trường Sinh Học mới tháng 8 vừa rồi, thưa quý vị, và rất hân hạnh để được có phần đóng góp trong chương trình văn nghệ sinh nhật tổ ngày hôm nay. Chương trình văn nghệ tối hôm nay sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên đã được mở đầu với một khúc múa thật hay, khúc hát ân tình của nhạc sĩ Xuân Tiên, và chúng ta sẽ liên tục có những tiết mục về thính phòng, và sau đó xin mời tất cả quý vị sau khi chúng ta muốn non nê cùng ở lại để cùng nhau chúng ta tập thể dục qua phần dạ vũ. Và bây giờ để tiếp tục chương trình, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thưa quý vị, tấm lòng quan dung, bảo bọc lẫn nhau vô điều kiện, hay là một tấm lòng hoàn toàn vì một điều kiện nào đó. Cá nhân của Lily cũng như tất cả các sư tỷ, sư huynh có mặt ở đây và quý vị thân hữu đã cùng theo học sư phụ và sư tổ để chúng ta có được một tấm lòng. Và tấm lòng đó là để giúp chữa bệnh tất cả các quý vị đồng nôn với nhau hoặc là thân hữu, và hơn nữa là cùng giúp gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của ca sĩ Ái Phương, một tiếng hát của Hội Quán Hòa Cầm. Xin mời chị Ái Phương. Hân hạnh chào tất cả quý vị trong Viện Sinh Học, và xin kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và có được một tâm hồn luôn luôn hạnh phúc.